Duy Khanh xin chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với Việt Thư Music. Hôm nay Duy Khanh xin giới thiệu đến một sản phẩm mới ra mắt cách đây vài tháng, đó là Roland RP30. Đó là cái piano điện cho người mới bắt đầu chơi. Vâng, Roland là thương hiệu cao cấp chuyên nghiệp thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng đây là cái đàn rất mắc tiền. Nhưng mà không, với thời điểm này, hiện tại bây giờ là giá 17.250.000. Đây là cái mức giá cực rẻ để chúng ta có đầu tư bắt đầu học piano. Và RP30 có chức năng gì, có gì hay? Vâng, và đây là đàn piano điện, nhưng mà giá rẻ nhưng mà chúng ta nhìn rất là hoành tráng. Hoành tráng hơn tất cả các anh của nó, như RP302, RP501. Cái dáng của nó to hơn nhiều và có đầy đủ bidan, 3 bidan cho chúng ta học tập. Và ngoài tiếng piano ra, chúng ta có thể thêm thêm nhiều tiếng khác nữa, thí dụ tiếng string, tiếng cho, tiếng organ, tiếng bell, tiếng vibrato. Và tiếp theo đó là bộ máy đánh nhịp metronome. Chúng ta có thể học tập qua cái máy đánh nhịp này. Chúng ta không cần phải mua thêm máy đánh nhịp nữa. Có thể chuyển chức năng nhịp nè, nhịp 2444 nè, rồi chỉnh được tempo, tốc độ nhanh chậm. Và khi chúng ta biểu diễn thì chúng ta sẽ có những cái effect cho nó để tạo tiếng vang của cái môi trường. Thí dụ chúng ta đang chơi trong phòng lớn nè, chúng ta đang chơi quảng trường nè. Và chức năng reverb này sẽ tạo độ vang cho tiếng đàn của chúng ta bay bổng hơn, hay hơn. Và tiếp theo đó là chức năng chorus để chúng ta tạo tiếng âm dày hơn. Và cái đàn giá rẻ như thế này mà còn có cả thêm chức năng EQ lọc tiếng nữa, đó là 3 chức năng EQ master. Và chức năng K-Tuck rất quan trọng, đây là chức năng để chúng ta chỉnh cái lực đánh, tức là cái độ nặng nhẹ của phím đàn RP30. Nhất là các bé, khi tay các bé đang còn yếu thì chúng ta chỉnh chế độ nhẹ thôi để các bé có thể nhấn và kêu to được. Còn người lớn như chúng ta, ngón tay khỏe hơn, đập dượt được nhiều hơn rồi thì chúng ta sẽ chỉnh chế độ nặng theo ý mình thích của mình. Và chức năng nữa là chức năng tempo. Tempo tức là tăng giảm tông. Thì của chúng ta đánh đệm hát cho một bạn nào đấy rồi bạn ấy kêu cao quá thì chúng ta có thể giảm tông lại, nhưng mà cái nốt nhạc trên bản nhạc của chúng ta vẫn như cũ. Và điều cuối cùng Duy Khanh muốn giới thiệu với các bạn đó là chức năng cắm điện thoại hay là thiết bị nghe nhạc vô cái dàn loa của cái đàn này. Chúng ta chỉ cần cắm điện thoại vô cái đàn này thôi, kết nối bằng jack 3.5 thôi, thì chúng ta có thể làm một cái máy nghe nhạc cực hay trong phòng khách của chúng ta rồi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn nhỏ cùng thưởng thức âm thanh của nó nhé. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Việt Thương, các shop của Việt Thương Music để trải nghiệm qua sản phẩm RP30 cho người mới học, mới tập chơi với giá cực rẻ. Roland RP30.